Kindaichi đến thăm một người bạn là nhà văn nổi tiếng. Nếu bạn chưa kịp nhận ra, thì đây cũng chính là nhà văn Yokomizo Seishi, tác giả của các quyển tiểu thuyết về chàng thám tử Kindaichi Kosuke. Anh đến chào nhà văn trước khi đi qua Mỹ. Sau đó thì anh có đi vào một tiệm ảnh để mà chụp hình hộ chiếu. Gần tiệm chụp ảnh có một con dốc lớn mang tên là dốc bệnh viện. Bởi đã từng có một bệnh viện lớn được xây ở đó, vì thế nên mọi người mới bắt đầu gọi con dốc đó là dốc bệnh viện. Tên của nó là bệnh viện Hogen. Và đây là thám tử Kindaichi Kosuke trong vụ án căn nhà treo. Tại một căn cứ quân đội Mỹ tại Nhật, trong lúc ban nhạc đang chơi, một tay trống đã rút dao ra rồi chạy đi đâu đó. Khi hắn ta trở lại thì tay đang ôm mắt, chảy máu rất nhiều. Nhưng các thành viên trong ban nhạc lại vờ như không có gì xảy ra và vẫn chơi nhạc bình thường. Quay lại tiệm chụp hình, ông cha của chủ tiệm biết Kindaichi là thám tử nên đã nhờ anh giúp. Ông sợ rằng mình sắp sửa bị giết. Ngày hôm kia ông đi xem một căn nhà bỏ không. Khi chui vào nhà thì một cái chuông gió đã rớt vụt qua ông. Cũng may mà có quản lý gọi ông lại, chứ không thì ông khó lòng giữ được cái mạng của mình. Ông cho rằng đó là một cái bẫy để mà giết ông, nên sẵn có cơ hội mới hỏi thử Kindaichi và thuê anh điều tra giúp mình, với điều kiện không được kể cho bất cứ ai nghe chuyện này. Kindaichi vừa rời khỏi tiệm thì một cô gái xinh đẹp bước vào với một yêu cầu kỳ lạ: chụp ảnh ở một nơi không thể nói ra. Đúng 9 giờ tối, cô sẽ cho người đến đón thợ chụp. Đó là chụp ảnh cưới cho chị em của cô. Cô bỏ tiền lại rồi nhanh chóng rời đi. Tối đó, một người đàn ông râu ria to lớn đến đón chủ tiệm và dẫn ông đến nhà Hogen. Nhưng căn nhà này đã bỏ hoang từ lâu. Người đàn ông bảo ông là họ hàng của nhà này. Căn nhà đóng đầy bụi bặm. Thợ chụp bắt đầu sắp xếp dụng cụ của mình ra, sau đó đem máy vào phòng. Hóa ra người đàn ông này là chú rể, còn cô dâu nhìn tựa như một xác chết, đến ngồi còn không vững. Tuy là có trang điểm rất đậm, ông thợ chụp vẫn nhận ra đây là cô gái hồi chiều. Trên đầu họ có treo một cái chuông gió. Ông thợ chụp định tháo ra nhưng gã đàn ông bảo rằng đây là vật gia truyền. Cổ áo của cô dâu bị nghiêng, gã mau chóng chỉnh lại. Cô gái này quả thật rất bất thường. Cô cứ vật vờ, trong khi hai mắt vẫn mở trừng trừng. Ông thợ chụp mau chóng chụp ảnh rồi mang đi rửa. Hóa ra ba của ông có vẻ biết cô gái này, bởi vì trông cô gái này y hệt cô con gái của nhà Hogen. Còn người đàn ông thì ông chưa gặp bao giờ. Kindaichi cũng đến lấy hình nhưng mà chưa rửa xong, nên là anh đi tìm ông cha để mà nói chuyện. Sẵn tiện ông họ chụp đưa anh xem bức ảnh cưới. Ông kể cho Kindaichi nghe câu chuyện. Sau buổi chụp hình, ông có quay lại căn nhà hoang để kiểm tra, thì phát hiện mọi thứ đã biến mất không một dấu vết. Cha của ông đã nói rằng cô dâu có thể là con của gia tộc sở hữu bệnh viện Hogen. Điều này khiến ông thợ chụp ảnh cảm thấy kỳ lạ, khi mà con gái của một gia tộc đáng chú ý như vậy lại tổ chức đám cưới tại một căn nhà với quá khứ quá là ô uế. Căn nhà đó được gọi là nhà treo, vì một năm sau chiến tranh, đã có một người phụ nữ treo cổ trong căn nhà này. Có một cuộc gọi đến, anh trợ lý bảo rằng cô gái lại đặt một buổi chụp hình khác tại chính căn nhà đó vào tối nay. Lần này cô muốn chụp một cái chuông gió. Cảm thấy chuyện chẳng lành, nguyên cái tiệm chụp ảnh kéo nhau đi luôn, nhưng không hề có ai ở trong nhà. Họ bắt đầu tìm kiếm cái chuông gió, nhưng đó lại là đầu của người đàn ông hôm qua, bị cắt rời và treo lên trần nhà. Có ai đó đang ở trong góc nhà chạy ra, nhưng đã bị anh trợ lý chạy theo bắt lại. Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án. Các thành viên trong gia tộc Hogen cũng đã được triệu tập. Có bà Hogen, cậu cháu cùng mẹ của anh. Cái xác không đầu vẫn chưa được tìm thấy. Thanh tra đưa gia đình xác nhận tấm hình xem cô dâu có phải là con của bà Hogen hay không. Tuy cậu cháu xác nhận đúng là vậy, thì bà Hogen lại không chắc, vì lớp trang điểm này quá dày. Bà tin rằng cô gái này chỉ nhìn giống con bà mà thôi, vì hiện tại cô đang ở nhà của bà và cũng đang trên đường đến đây ít phút nữa. Vừa nhắc thì cô cũng đã tới. Cùng lúc đó thì cảnh sát đã tìm ra danh tính của nạn nhân, là do nghi phạm đã khai ra. Nạn nhân, cô gái và nghi phạm là thành viên trong nhóm nhạc mà lúc nãy ta được thấy. Hai người trong ảnh là anh em không cùng huyết thống với nhau. Nghi phạm bảo rằng mình không giết ai cả. Đêm qua cả hai đều xin nghỉ nên anh mới đến xem họ đang làm cái gì. Anh là người mượn mấy món đồ nội thất và đi dây điện để giúp họ chụp hình cưới. Tối qua anh quay lại lần nữa xem họ có cần giúp gì nữa không, thì đã thấy đầu nạn nhân treo lủng lẳng trên trần rồi. Cùng lúc đó thì nhóm Kindaichi bước vào, cho nên anh mới sợ quá mà bỏ chạy. Anh bảo rằng hai anh em này đã thuê một cái nhà kho ngoài thị trấn để ở. Thanh tra mau chóng đến kiểm tra. Khi họ mở cửa thì phát hiện vết máu đằng sau xe tải. Bên trong là một đống dao dính đầy máu. Gần đó còn có một vũng máu lớn với vết chân hiện lên rất rõ. Dựa vào dấu giày có thể đoán là bốt quân đội. Nghi phạm chợt nhớ ra trước khi anh đến căn nhà hoang
thì có một người đàn ông đã tìm gặp hai anh em. Đó là gã chơi trống. Cảnh sát đã có hình của nhóm nhạc. Quả thật là cô gái rất giống con gái nhà Hogan. Tay chơi trống cũng đã được triệu tập. Vì biết nạn nhân cầu hôn người em, cho nên là gã này đã đánh lộn với anh, thành ra cái con mắt mới bị như vậy. Tay chơi trống cũng rất thích cô gái. Gã tin rằng cô chỉ yêu nạn nhân như một người anh mà thôi. Cho nên nghe tin hai người cưới nhau thật thì gã sang chấn tâm lý luôn. Thế nên mới đến cái nhà kho để mà cản lại. Nhưng khi đến thì chỉ còn lại vũng máu mà thôi, nên gã cũng chuồn lẹ luôn. Bên khám nghiệm cũng truy ra được vết máu của nạn nhân từ giày của tay chơi trống. Đồng thời cho biết nạn nhân đã chết vào khoảng 8 đến 10 giờ tối ngày hôm kia, trùng với thời gian tay trống ở nhà kho. Thanh tra bắt đầu suy luận. Hung thủ là tay trống và cô em gái. Họ đã giết nạn nhân để ngăn chặn đám cưới. Chúng ta mới ở 1/3 câu chuyện thôi, nên tất nhiên là suy luận này sai bét. Kindaichi thì tìm vị thanh tra ngày xưa đảm nhận vụ án người đàn bà treo cổ. Đó là vụ án cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Người phụ nữ tự sát, nhưng họ đã không tìm ra được lý do vì sao bà lại làm như vậy. Bà là nhân tình của ông chủ bệnh viện Hogan. Ông chủ thì đã mất do một trận không kích một năm trước khi bà treo cổ. Và vợ chính thức của ông cũng là bà Hogan hiện tại. Người nhân tình này có hai đứa con, một trai một gái. Bất ngờ làm sao, tên của hai người con đó cũng chính là tên của hai anh em ở vụ án hiện tại. 5 năm sau vụ tự sát đó, bà Hogan đã luôn tìm kiếm hai người con của nhân tình của chồng mình. Không ngờ bây giờ lại tìm thấy họ trong tình cảnh như thế này. Trước ngày tự sát, bà nhân tình có đến tìm bà Hogan. Chắc hẳn là có chuyện gì đã xảy ra. Trước đó bà nhân tình này có một đời chồng. Ông làm thợ vẽ và có một đứa con trai riêng. Sau đó mới kết hôn với bà. Không lâu sau thì ông này qua đời. Và bà nuôi nấng cậu con trai. Lúc làm phục vụ thì bà đã gặp ông chủ nhà Hogan. Cả hai yêu nhau và bà đã có một người con gái với ông. Ngoài việc quản lý bệnh viện, ông Hogan này cũng là một nhạc sĩ khá là có tiếng. Tuy vậy thì bà vợ chính của ông lại không quan tâm vụ nhạt nhẽo này cho lắm. Ngược lại thì bà quản lý bệnh viện rất là tốt. Hóa ra cô con gái nhà Hogan thực sự không ở nhà. Như bà Hogan đã nói với cảnh sát, cô đã đi chơi nơi khác 3 ngày liền không về. Cậu cháu cho rằng bà Hogan không muốn cậu cưới con gái bà để kế thừa gia tộc. Vì thế nên mới kêu con gái đi nơi khác. Bà Hogan đã hẹn gặp riêng Kindaichi. Bà muốn thuê anh để tìm kiếm cô em gái nạn nhân hiện đang mất tích. Vì bà tin rằng cô vẫn còn sống. Ngày xưa bà nhân tình tìm đến bà Hogan ngay trước khi tự sát. Nhưng lúc đó bà đã không ở nhà, nên là bà nhân tình đã nói chuyện với con gái của bà. Cô lạnh lùng đuổi người nhân tình đi, mặc kệ lời cầu xin tìm gặp bà Hogan. Cô con gái đã nhục mạ người nhân tình không thương tiếc. Chắc hẳn là người nhân tình đã rất bất ngờ vì sự giống nhau của hai cô con gái. Phía thanh tra nhận được thư thú tội của cô em. Các thành viên trong nhóm nhạc cũng xác nhận đấy là nét chữ của cô. Lá thư có vẻ là được gửi sau ngày diễn ra án mạng. Động cơ gây án theo lá thư là do cô không thể chịu nổi tương lai vợ chồng với anh của mình, nên anh đã tấn công cô. Trong lúc tự vệ, cô đã đâm anh bằng kéo. Những giây phút cuối cùng, anh bảo cô hãy chặt đầu anh, rồi treo lên như chương gió. Trong căn nhà Hogan bỏ hoang, coi như đây là lời báo thù dành cho gia tộc này. Vì đã đẩy mẹ của cả hai đến bờ vực tự sát, cô cũng sẽ tự tử để theo mẹ và anh trai. Xin mọi người đừng tìm cô. Vậy là một khi xác của hai anh em được tìm thấy, thì vụ án này sẽ đóng lại. Tất nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Kindaichi gặp anh trợ lý tìm chụp ảnh ở căn nhà bỏ hoang. Chắc tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Anh trợ lý đưa cho Kindaichi xem một cái ống chích anh mới tìm được. Anh trợ lý mới suy luận rằng chắc hẳn cô em gái đã bị chích thuốc, nên lớp chụp hình cưới mới đờ đẫn như vậy. Lý do anh trợ lý xông pha như vậy là vì anh không thể quên được ánh mắt của cô gái. Anh trợ lý đi lục hẳn cái gia phả của nhà Hogan để mà điều tra luôn. Nhà Hogan là một gia tộc bác sĩ lớn. Con trai trưởng của gia tộc này đã xây một cái bệnh viện lớn ở đây. Ông có một người em xinh đẹp, có thai ngoài ý muốn với một vị bác sĩ của bệnh viện. Đứa con đó chính là bà Hogan hiện tại. Sau khi ông bác sĩ, cha của bà chết, mẹ bà lại đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác. Cả hai cùng nhau nuôi nấng bà. Sau này khi bà Hogan lớn, bà đã cưới con trai nuôi của trưởng tộc Hogan. Nội tình cái gia tộc này quả thật rất rối rắm. Một mối quan hệ bệnh chặt giữa gia tộc và các người con nuôi. Họ chụp ảnh đang hỏi cha mình về hôm trước. Ông có xem một bản thiết kế gì đó. Cha của ông họ chụp đang ấp ủ xây một studio chụp ảnh lớn thật lớn. Nhưng tiền đâu ra thì ông lại không nói cho con của mình biết. Kindaichi đến chỗ thanh tra để hỏi xem có dấu vân tay của cô em gái trên lá thư hay không. Bên phía tiệm chụp ảnh, khi ông cha đang rửa ảnh, một ai đó đã bước vào từ đằng sau và đập vào đầu ông. Tuy vậy ông vẫn chưa chết. Người đó liền nhận đầu của ông xuống thùng nước. Không có dấu vân tay nào được tìm thấy trên lá thư. Nhắc đến dấu vân tay khi ở nhà kho cũng chỉ tìm được dấu vân tay của nạn nhân và tay trống. Không hề có dấu vân tay của cô em gái. Kindaichi đến hỏi bà Hogan về các tờ viết nhạc của chồng bà. Vì ở hiện trường vụ án có một mảnh giấy ghi một bài hát
được treo cùng với cái đầu của nạn nhân, nên anh mới muốn tìm thêm manh mối. Tuy vậy, bà Hogan lại là một người không đam mê âm nhạc cho lắm. Bà cho rằng tất cả sáng tác của chồng đều đã bị phá hủy trong chiến tranh hết rồi. Hanh cha cũng nhanh chóng xuất hiện để báo cho mọi người rằng ông già ở tiệm chụp ảnh đã bị sát hại. Ông đã bị sát hại vào khoảng 1 giờ trưa, sau khi người con trai và cậu trợ lý đi chụp hình trở về, thì thấy ông đã chết, nguyên nhân là do bị ngạt nước. Theo lời khai của cả hai, họ được đặt hẹn để đi chụp cưới, nhưng khi đến nơi thì lại không có đám cưới nào diễn ra. Chắc hẳn hung thủ đã lừa họ để tiện bề gây án. Hanh cha hỏi về mối quan hệ giữa nhà Hogan với tiệm chụp ảnh, bởi vì sau khi giết người, hung thủ đã đập bể các đĩa ảnh của nhà Hogan. Nhà Hogan thật sự chỉ là khách hàng của tiệm ảnh mà thôi. Bỗng nhiên trên trần nhà phát ra tiếng động, và Hogan bảo rằng chắc là chuột chạy qua chạy lại mà thôi. Hanh cha và Kindaichi đi đến căn nhà mà ông già đã từng đi xem. Đáng lẽ cái chuông gió sẽ rơi thẳng vào đầu của ông lão rồi. May mà có ông quản lý kêu lại. Nhưng tại sao hung thủ biết ông sẽ đến đây để mà đặt bẫy? Ngay cả con trai của ông cũng không biết cơ mà. Nơi này từng là bộ phận phúc lợi công cộng của bệnh viện Hogan. Kindaichi đi đến tiệm sách cũ để mà tìm quyển sách của ông chủ Hogan. Anh trợ lý đến để báo rằng phía Hanh cha đang cho rằng hai vụ án mạng không liên quan đến nhau. Cuối cùng Kindaichi cũng đã tìm được cuốn sách với tựa đề Ngôi nhà chuông gió. Lúc này ở nhà Hogan, cô con gái nghe tiếng động trên trần nhà nên định lên căn gác mái xem thử thì bà Hogan đã gọi cô ra. Cửa chỗ gác mái cũng nhanh chóng đóng lại. Hóa ra đây không phải là con gái bà, mà là người em gái đang đóng giả làm con gái bà mới đúng. Bà Hogan kêu cô em gái phải cẩn thận che giấu thân phận của mình. Bà Hogan muốn giao lại căn nhà này cho cô, bởi vì nhìn cô rất giống con gái của bà. Ngày xưa, nhà của cô lúc nào cũng treo một cái chuông gió trước cửa. Khi ông chủ nhà Hogan đến, cũng là lúc cô biết ba mình đã về để gặp ba mẹ con. Sau khi người nhân tình, mẹ của hai anh em qua đời, họ đã lập nhóm nhạc để kiếm sống. Âm nhạc chính là thứ cứu rỗi tâm hồn của người Anh. Anh trợ lý đến báo cho Kindaichi hành tung bí ẩn của chủ tiệm chụp hình. Kindaichi cũng kể anh nghe thông tin mình vừa tìm được. Các bài hát trong quyển sách của ông chủ nhà Hogan đều liên quan đến cuộc đời của ông và gia đình của nhân tình. Theo quyển sách thì rõ ràng gia đình này tuy không chính thống nhưng vẫn rất yêu thương nhau. Thành ra bức thư tự thú là điều khó có thể xảy ra. Hung thủ chắc hẳn phải là một ai khác. Kindaichi cũng có nhờ chàng trợ lý theo dõi nhóm nhạc. Có một người hành tung rất bí ẩn. Kindaichi liền chạy đến nhà kho nhưng đã quá muộn. Anh ta đã chết. Có vẻ như là bị cây đàn đập thẳng vào đầu. Đứng kế bên là cậu cháu nhà Hogan. Anh đã rời nhà lúc 4:30 để gặp nạn nhân. Theo lời của nhóm nhạc thì hai người này đã hẹn gặp nhau cũng khoảng vài ba lần rồi. Hanh cha bắt đầu suy luận cậu cháu chính là hung thủ. Sau khi hẹn gặp ở nhà kho, cậu cháu đã bị nạn nhân đe dọa. Không thể đáp ứng được lời đe dọa đó nên là anh đã giết người luôn. Nhưng đe dọa cái gì thì Hanh cha không biết. Kindaichi cũng trả lời luôn, có thể nạn nhân biết cô con gái nhà Hogan. Thật ra là do cô em giả dạng. Nhưng Hanh cha lập tức ngắt lời. Kindaichi tin rằng cậu cháu đã bị hung thủ đổ tội. Anh quyết định đi đến nơi sản xuất chuông gió để điều tra. Không quên nhờ anh trợ lý một số việc. Trong lúc cô em gái và bà Hogan nói chuyện, cô có làm rớt cái chuông gió, kỷ vật của mẹ mình. Khi bà Hogan nhìn vào trong, nó ghi thông tin ngày tháng năm sinh của bà nhân tình. Bà Hogan đã rất sốc, giờ thì bà mới vỡ lẽ ra. Lý do ngày xưa người nhân tình đến tìm bà chạy vào phòng của mình và khóc. Chàng trợ lý theo lời của Kindaichi đã đến tìm cụ thanh tra để mà tìm hiểu về vụ tự sát của bà nhân tình ngày xưa. Kindaichi muốn xác nhận nạn nhân có một ruồi ở cằm phải, và theo ghi chép thì đúng thật là như vậy. Vừa hay mẹ của cậu cháu cũng đang làm việc với thanh tra, nên chàng trợ lý liền bay lại hỏi về cái bữa sáng sau vụ đầu treo. Anh hỏi tại sao lúc đó cô con gái đến thì nhìn hai mẹ con lại hơi bất ngờ như vậy, là với cô đã bỏ đi mất 3 ngày liền, rồi tự nhiên lại xuất hiện. Nhóm nhạc cũng đến thị trấn vào đúng 3 ngày trước vụ án mạng, cùng ngày mà cô con gái nhà Hogan rời thị trấn. Sao lại có sự trùng hợp như vậy được? Lúc này chủ tiệm chụp hình lại đến hiện trường vụ án, để rồi cái chân nhà rớt xuống đập thẳng vào ông. Bà Hogan mang đồ ăn lên tầng gác mái, quả thật trên đó có người, là mẹ của bà. Ngày xưa bà Hogan cũng có một tình yêu riêng cho mình, nhưng cha của bà lại bắt bà phải lấy họ hàng là nhà Hogan. Vì bảo vệ con gái mà mẹ của bà đã bị ông đánh. Khi mà cả hai va chạm với nhau thì cha của bà đã bị trượt ngã từ trên cao xuống và qua đời. Chỉ có hai mẹ con biết việc này. Sau đó bà cũng chấp nhận cưới nhà Hogan. Kindaichi đến bệnh viện thăm ông chụp ảnh. May mà vẫn còn sống. Xui cái là băng bó đầy mình và hôn mê sâu. Trong lúc hôn mê, ông liên tục lầm bầm: đèn đỏ, đèn đỏ. Kindaichi đi đến nghĩa trang thì thấy cô em đang viếng mộ của anh mình. Anh đã biết được thân phận thật sự của cô. Anh trợ lý chạy đến chỗ của thanh tra. Kindaichi đã mời ông thanh tra đến nhà Hogan để mà nghe anh phá án. Có vẻ vụ án sắp được làm sáng tỏ rồi.
Bà Hogan vừa xuống từ gác mái thì Kindaichi cũng đã có mặt. Kindaichi cũng đã biết mẹ bà đang sống ở bên trên. Nhưng sao bà Hogan lại giữ bí mật chuyện này? Theo như lời bài hát do ông Hogan viết, thì ông là con rơi của đời đầu nhà Hogan. Vì vợ người chủ gia tộc mất sớm, không có con nói giỏi, nên ông đã được thừa kế nhà Hogan. Tất nhiên dòng dõi cao quý không để yên chuyện này. Cha của bà Hogan đã âm thầm khai trừ người mẹ của ông Hogan. Đẩy bà đi nơi khác, tưởng chừng như bà đã chết. Nhưng Kindaichi đã tìm gặp được bà bằng những manh mối trong các bài hát mà ông Hogan đã để lại. Cha của bà Hogan đã làm mọi cách để bà và ông Hogan lấy nhau, cũng chỉ bởi tham vọng muốn thâu tóm gia tộc và bệnh viện Hogan mà thôi. Dù rằng cha của bà Hogan đã chết, ông vẫn ám ảnh bà bấy lâu nay. Vì sao lại như vậy? Theo lời hôn mê của ông chủ tiệm ảnh, Kindaichi đã tìm được tấm đĩa ảnh kết nối mọi thứ lại với nhau ở trong căn phòng rửa ảnh. Hung thủ của vụ án này là bà Hogan. Bức ảnh mà Kindaichi tìm được hé lộ một cuộc đời tăm tối của bà. Đó là tấm ảnh do ông cha của chủ tiệm chụp ảnh hồi còn trẻ chụp lại. Cảnh cha của bà Hogan cưỡng hiếp con gái nuôi của mình trước ngày bà cưới ông Hogan không lâu. Sau đó bà đã mang thai và sinh ra một người con gái. Người con gái đó sau này lớn lên lại chính là người nhân tình đã treo cổ tại căn nhà treo. Cũng nhờ quyển sách, Kindaichi đã tìm ra nơi tạo ra chiếc chuông gió, cũng là nơi đã đỡ đẻ cho bà Hogan. Khi kiểm tra thông tin, anh đã thấy tên và ngày sinh của người nhân tình, kèm theo đó là tên của người mẹ. Không ai khác chính là bà Hogan. 5 năm trước, người nhân tình đã phát hiện ra mẹ ruột của mình là ai. Đó cũng là lý do mà cô đã đến tìm gặp bà, mẹ của mình. Để rồi phát hiện hóa ra mình lại chính là nhân tình của chồng, của mẹ mình. Thế nên ngày hôm sau, cô mới treo cổ tự sát tại căn nhà treo. Cô em gái đứng ngoài cửa đã nghe hết tất cả. Cô chạy vào và ôm bà ngoại của mình. Thanh tra cũng đã đến nơi. Gã chơi đàn của nhóm nhạc vì nhận ra cô em gái đang giả dạng cô con gái nhà Hogan nên đã kể với cậu cháu. Cậu cháu liền dùng điều này để đe dọa bà Hogan. Thế nên bà mới hẹn gặp cậu chơi đàn, sau đó dùng cây đàn đánh anh bất tỉnh, rồi xiết cổ, rồi sau đó gọi cậu cháu tới để mà đổ tội cho cậu. Còn ông cha chủ tiệm chụp hình vì biết bí mật của bà Hogan nên đã đe dọa bà để vòi tiền xây studio chụp hình. Vì thế mà cũng đã giết ông để che đậy quá khứ đáng xấu hổ của mình. Nhưng cái đĩa hình ông giấu quá kỹ nên là bà đã không tìm thấy, sợ rằng cậu con trai chủ tiệm chụp hình sẽ tìm thấy tấm ảnh rồi lại tiếp tục đe dọa bà. Cho nên là bà cũng đã lên kế hoạch thủ tiêu luôn. Vậy nhưng hai vụ án mạng này thì liên quan gì tới vụ án đầu tiên, cái đầu treo lủng lẳng trên trần? Kindaichi lại bảo rằng đó không phải là một vụ giết người. Bà Hogan và cô em gái đã treo đầu nạn nhân lên như chuông gió, theo đúng như mong ước của anh. Bà cũng là người kêu cô em gái viết lá thư tự thú để cô có thể sống dưới vỏ bọc là con gái của bà, vì con gái của bà cũng đã chết rồi. Cô em gái bắt đầu kể lại câu chuyện. Trong một ngày mưa, anh trai của cô đã muốn ân ái với em gái của mình nhưng đã bị cô đẩy ra. Sau đó thì tay chơi trống cũng tỏ tình với cô em, kêu cô hãy cùng gã rời ban nhạc để mà sống với nhau. Ông anh cũng xuất hiện và kêu cô em hãy cưới mình. Ta được biết thêm rằng anh vẫn mang mối thù với nhà Hogan và dự tính sẽ bắt cóc cô con gái nhà này nhốt ở nhà kho. Sau đó mang cô đến ngôi nhà hoang, tiêm thuốc cô gái và tổ chức lễ cưới với cô. Còn cô em thì đi hẹn chụp hình. Sau đó họ quay về nhà kho, cô gái rã thuốc thì cũng tỉnh lại. Trong lúc cô và người anh giằng co thì cô gái đã bị đập đầu, chết ngay lập tức. Sau đó ông anh cũng tự sát và cầu xin cô em hãy chặt đầu mình, treo cái đầu lên căn nhà treo cùng bài hát của cha. Sau đó gửi tấm hình về cho nhà Hogan. Anh muốn cái nhà đó phải trải qua cảm giác mà anh và cô em đã từng phải chịu đựng. Cô em đã gọi điện cho bà Hogan để kể hết mọi chuyện. Vì thương cảm cho cô em nên bà đã giúp đỡ cô. Mọi chuyện sau đó thì như ta đã được biết. Sau đó thì bà đã kêu người chôn xác con gái và người anh trai ở một bãi biển gần đây. Cùng lúc đó thì mẹ bà Hogan cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Trong lúc mọi người mất cảnh giác, bà Hogan cũng đã bỏ đi đâu mất. Kindaichi cũng đã mang tấm ảnh phim kinh tởm đó đi phá hủy. Người phục vụ thân cận đã chở bà Hogan đến căn nhà treo trên dốc bệnh viện. Cuối cùng thì bà đã được đoàn tụ với người con gái thất lạc bấy lâu nay của mình. Kindaichi đứng nhìn từ xa. Anh quay lưng bước đi và vụ án mạng tại căn nhà treo chính thức được khép lại. Sau đó thì Kindaichi đã đi qua Mỹ. Và ta vẫn không biết được rằng liệu anh có trở về hay không. Và đó là tất cả những gì đã diễn ra trong vụ án lần này. Nếu bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và đăng ký cho Bubblegraphy để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha. Cảm nhận các bạn về vụ án tại căn nhà treo trên dốc bệnh viện này như thế nào? Hãy comment cho mình biết với nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở vụ án tiếp theo.